Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 200 token có kiểu XMR khoảng 30 đô chỉ ngắn này các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn đi phần link mô tả dưới video mình đang start chatbot đó. Rồi các bạn click trang các bạn. 19.120 để vô cái bot nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh Telegram group nè. Rồi bạn mới đập lên nè bạn. Tiếp tục bạn join tiếp kênh seller nè. Tiếp tục follow like và tao viết cho pinbot nè. Trên Twitter nè các bạn theo dõi các bạn. Dự án này khá là tiềm năng, các bạn nên cố gắng làm các bạn. Các bạn like nè các bạn. Rồi bạn mới đập lên nè. Tiếp tục follow Facebook minimum nè. Giờ minimum có lock được không các bạn? Hy vọng mà được các bạn. Ờ được rồi. Mình sợ lock minimum không được, mình cũng là biến phát IP lắm các bạn. Còn trên minimum thì bạn follow nữa các bạn. Và bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục follow Facebook nè. Facebook. Rồi trên Facebook thì bạn muốn thích nè các bạn. Rồi các bạn like và chia sẻ bài viết của nó luôn các bạn. Like nè, chia sẻ bài viết công khai luôn nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục follow cái tweet nè. Trên cái đít thì bấm vào son không mô ti được, nghĩa là follow luôn các bạn. Rồi bấm bắt up nữa. Rồi tiếp tục subscribe kênh YouTube nè. Trên kênh YouTube đó các bạn đăng ký các bạn, giờ mình đã đăng ký rồi. Tiếp tục follow Twitter, like và tweet cái nữa nè. Rồi các bạn like nè, các bạn tweet hoặc thay chất chặn tweet cũng được các bạn. Tốt nhất thì các bạn tweet tăng 5 người bạn luôn đi các bạn. Rồi tiếp tục con cho anh tiếp kênh Salam nó ai gấp này nè. Rồi bạn submit đi tên. Rồi dòng đầu tiên các bạn đừng để chỉ email của tất cả bạn vào các bạn. Rồi tiếp tục submit username tại Twitter của tất cả bạn nè. Tiếp tục submit đường link profile Facebook thì bạn nhấp vào Facebook nữa các bạn. À rồi, Facebook đầu tiên rồi, đây nè. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Trên Facebook thì bạn nhấp vào mũi tên nè. Nhấp vào avatar của mình nè. Nhấp vào ba cái anh cùng nè. Cho anh sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên chatbot nè. Submit đường link bao lâu submit medium profile link thì trên minimum thì bạn nhấp vào minimum này các bạn. Lấy đường link bao lâu profile minimum cũng tương tự như Facebook thôi các bạn nhấp vào ba gạch đen đen này. Minimum lock 100 GB rồi các bạn nhấp vào an avatar của mình mà rồi nhấp vào an avatar mình cái nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn sẽ chép đường link minimum mình nhé các bạn. Rồi gọi là chatbot này. Tiếp tục các bạn submit đường link profile get it. You get it profile link. Thì tương tự cũng vậy nhưng mà các bạn nhấp vào get it nè. Trên cái get thì bạn nhấp vào gạch cùng nè. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào gạch cùng nè các bạn. Các bạn sao chép đường link get it mình nè. Rồi support nè. Tiếp tục hỏi câu trò này gấp và đăng ký kênh YouTube không bấm set nè. Submit you profile link. Tiếp tục cùng gửi đường link profile YouTube của mình nha các bạn. Thì trên YouTube các bạn nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào kênh của bạn nè. Nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường link liên kết nha các bạn. Rồi sau đó bạn gửi cho bot. Để bạn đăng ký kia. Rồi bạn gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục submit sell video lên tờ Twitter, gửi đường link lên tờ Twitter nè. Thì các bạn nhấp vào tờ Twitter video của nó nè. Rồi subscribe kênh. Rồi các bạn nhấp bài chia sẻ bài này nè, bài đầu tiên các bạn. Rồi các bạn chia sẻ lên tờ Twitter đó nè. Bạn đăng test nha bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Bạn mang tờ Twitter các bạn ra nè. Các bạn nhập cho ba cánh cùng, nhập cho một hồ sơ.
các bạn bấm vào chia sẻ nè, các bạn sẽ chia liên kết nè, rất là support nè. Tiếp tục hỏi có how to follow get the quiz không thì bấm set nha bạn. Tiếp tục các bạn xôn sao của Telegram không bấm set luôn nha bạn. Tiếp tục mình gọi địa chỉ với bình bì sao mà trên bé 20 trên chiếc chất của các bạn nha bạn. Sao chép địa chỉ với gửi cho code. Rồi tiếp tục các bạn xôn sao kênh này gấp support luôn mà. Xôn xong xuôi thì bạn bấm vào khơm lách. Tiếp tục bấm balance đi chết số cầm một chút nữa. Ok, mình đã nhận được 200 token XMR nè. Các bạn việc lên ghép, chia sẻ bạn bè, người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.